Minh Huấn xin kính chào quý vị các bạn đang có mặt trong kênh YouTube của Happy Car. Hôm nay thì Huấn đang bàn giao một chiếc xe Toyota Cross V cho anh Điệp đến từ Lạng Sơn. Anh Điệp thì có mua của Huấn hai cái xe rồi và đây là cái xe thứ ba. Và anh Điệp thì rất là yêu thích dòng xe Toyota và hôm nay Huấn đang quay clip này để bàn giao chiếc xe Cross V cho anh Điệp đến từ Lạng Sơn. Qua video này Huấn cũng xin cảm ơn khách hàng đã luôn luôn yêu thương và ủng hộ đội ngũ Happy Car. Vâng ạ, và chiếc xe này là phiên bản Cross V màu xanh xám 1K3, nội thất màu đỏ nâu. Huấn bán cho anh Điệp là 846 triệu và giảm cho anh 75 triệu tiền mặt, tặng bảo hiểm và gói phụ kiện trị giá khoảng 15 triệu đồng. Một chương trình cực kỳ là tốt và anh đã chốt ngay chiếc xe này. Và bây giờ thì Huấn đang nhờ dịch vụ cứu hộ vận chuyển chiếc xe này về tận nhà cho anh Điệp. Và hy vọng là anh Điệp xem cái video này anh sẽ rất là hạnh phúc và sẽ biết được là Happy Car làm việc tận tâm, tận tình như thế nào nha. Chiếc xe này là phiên bản Cross 1.8V, chúng ta sẽ có rất là nhiều màu sắc đúng không ạ? Với cái bản xanh xám này Huấn đánh giá đây là một màu cực kỳ là đẹp. Với cái phiên bản này của chúng ta là cái phiên bản chưa nâng cấp nhé, bản cũ nha anh chị. Hiện tại Huấn vẫn đang còn hàng cho anh chị khi anh chị mua chiếc xe này, giảm giá loanh quanh 70-75 triệu tiền mặt, tặng phụ kiện bảo hiểm thân vỏ. Với cái phiên bản này của chúng ta thì được trang bị tất cả cái option rồi. Ở đây có camera 360 độ này. Đó. Đường trước xe cụm đèn full LED. Và cụm đèn này có khả năng là tích hợp pha cốt hoàn toàn tự động trong cái gói an toàn safety sen. 6 cảm biến xung quanh xe. Đó. Và đặc biệt là trên phiên bản Cross V này được trang bị cái công nghệ an toàn safety sen bao gồm có cảnh báo lệch làn này, cảnh báo tiền va chạm này và có cả adaptive cruise control, tức là ga chủ động giúp chiếc xe của chúng ta luôn luôn vận hành trên mọi tốc độ một cách an toàn nhất. Với cái phiên bản Cross này thì chúng ta vẫn được trang bị là la răng 18 inch phay xước rất là đẹp. Đấy, lốp của Michelin và màn hình 9 inch tích hợp Apple CarPlay, Android Auto, có trang bị cửa sổ trời. Với 846 triệu thì chúng ta có cụm đèn trước sau đều là cụm đèn full LED. Cảm biến đằng sau sẽ có 4 cảm biến. Tổng cộng có 6 cảm biến xung quanh xe. Với chiếc xe Cross này thì chúng ta có thể thấy được không ạ, là phía sau là treo dạng trước là mắc phay sơn và sau là thanh gầm xoắn. Và đặc biệt là với chiếc xe này có khoảng sáng gầm xe lên tới là 16 cm, cho chúng ta một cái trải nghiệm cũng như là một cách linh hoạt trên mọi nẻo đường, đặc biệt là ở Lạng Sơn nhưng mà anh vẫn lựa chọn chiếc xe này. Về an toàn thì của đánh giá qua cho anh chị là rất là nhiều tính năng an toàn rồi. Thì chúng ta vẫn có thêm những cái an toàn bị động như là có 7 túi khí xung quanh xe nha anh chị. Và một số cái hệ thống an toàn khác như là ABS, cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ lực kéo, đó, hỗ trợ lực phanh, cũng như là có cả khởi hành gió HAC nữa. Và vừa rồi Huấn đã chia sẻ với anh chị tất cả chi tiết thông tin về chiếc xe Cross V mà Huấn đang chuẩn bị vận chuyển về Lạng Sơn cho anh Điệp. Và Huấn xin cảm ơn tất cả khách hàng đã luôn luôn là tin tưởng và yêu thương đồng APK. Hãy đăng ký kênh, like để ủng hộ đội ngũ nha cả nhà. Và nếu anh chị quan tâm tới dòng sản phẩm này, có thể gọi điện hotline cho Huấn 0848 365 777 để Huấn tư vấn chi tiết cho anh chị. Và thời điểm hiện tại chương trình bán hàng cực kỳ là tốt và giảm giá tiền mặt cực kỳ là sâu. Anh chị quan tâm hãy gọi điện ngay cho đội ngũ nhé. Xin chào, gặp lại anh chị trong lần sau ạ. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.